Chào các em, bây giờ thầy sẽ xử lý một câu hàm số liên quan đến mũ và loga nhé. Rồi, ở câu này thì em sẽ thấy nó đều xuất hiện fx bình đúng không? Thì ta sẽ đặt cho thầy là f của x bình bằng t. Em nhìn thấy này, đồ thị hàm số fx của em luôn nằm trên 1 đúng không? Đấy, nên là em sẽ có là t của mình sẽ luôn lớn hơn 1, được chưa em? Rồi, khi em đặt fx bình bằng t ấy, thì em sẽ có là phương trình trở thành nhé. Anh là loga cơ số 2 của gì nhỉ? T trừ đi 2 mũ t trừ đi t cộng 5 bằng 0. Ok chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ xét hàm số. Thầy sẽ giải cái phương trình này phương pháp hàm số nhé. Xét hàm số ht đi bằng loga cơ số 2 của t trừ đi 2 mũ t trừ đi t cộng 5. Với t của em như nào? Số 1 nhỉ? Lớn hơn 1. Bây giờ em đi tính cho thầy h phẩy t đi. H phẩy t sẽ bằng đạo hàm của loga 2t là 1 chia t nhân lê pe của 2. Ok, trừ đi 2 mũ t nhân lê pe 2 trừ đi 1. Em sẽ nhận xét thấy một điều, đó là khi t lớn hơn 1 ấy, thì cái anh này của mình sẽ luôn như nào nhỉ? Luôn nhỏ hơn 1, đúng không? Luôn nhỏ hơn 1. Lên dẫn đến là cả cái h phẩy t của mình sẽ luôn nhỏ hơn 0, đúng chưa? H phẩy t luôn nhỏ hơn 0. Xoay được ht của em hàm số như nào em? Hàm số nghịch biến với mọi t lớn hơn 1, được chưa? Hàm số nghịch biến với mọi t nhỏ hơn 1 thì em sẽ có là có một lý thuyết đấy, nếu hàm số của em là nghịch biến với mọi t nhỏ hơn 1 ấy thì em suy ra được đó là phương trình ht bằng 0 sẽ có nghiệm duy nhất. Đúng chưa? Rồi, đây là một lý thuyết nhá. Nếu hàm luôn nghịch biến với mọi t nhỏ hơn 1 thì phương trình ht của em sẽ có nghiệm duy nhất, đúng chưa? Ở đây em sẽ nhẩm cho thầy nhá. Nhẩm cho thầy thì em sẽ thấy là x bằng 2 sẽ là nghiệm của phương trình này. Đúng không? Đấy, nghĩa là em sẽ có là mà h tại 2 bằng gì? Bằng 0, được chưa? H tại 2 bằng 0 nên suy ra được phương trình sao sao của mình sẽ có nghiệm duy nhất là t bằng 2, đúng không? T bằng 2 thì em suy ra được f của x bình bằng mấy nhỉ? Bằng 2, đúng không? Bây giờ thì mình thích thì mình đặt x bình bằng u đi. Được chưa? Với u phải như nào? Lớn bằng 0 nhá em nhá. Rồi, thì em sẽ có như sau. Phương trình sẽ trở thành là gì nhỉ? Fu bằng 2. Rồi, đây là fx thì nó cũng chính là fu đúng không? Fu bằng 2 hả? Em vẽ đường thẳng y bằng 2 cho thầy nhá. Ok, nó sẽ có tại 3 điểm. 1, 2, 3, 4 điểm đúng không? Dòng xuống đây. Dòng xuống đây. Ok chưa? Thầy gọi là A, B, C, D đi. Được chưa? Em sẽ gọi là u bằng A, u bằng B, u bằng C và u bằng D. Rõ ràng em thấy là u bằng a, a của em chắc chắn nhỏ hơn 0 rồi, nên phương trình này vô nghiệm nhé. Được chưa? U bằng b, u bằng c, u bằng d thì em sẽ suy ra được là x bình bằng b, x bình bằng c và x bình bằng d. Được chưa? Ở đây em sẽ thấy là với b, c, d dương ấy thì em sẽ có là mỗi phương trình này đều có hai nghiệm hết, đúng chưa? Nên tổng cộng số nghiệm của cái phương trình ban đầu của mình sẽ là 6 nghiệm. Ok. Như vậy thì kết thúc cái câu hỏi số 47 này. Chúc các em học thật tốt. Hẹn gặp các em trong các video tiếp theo.